Xin chào các bạn sinh viên khóa 14 thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các anh chị thực hiện cái bài thi phân loại văn và nào vào tại cái hệ thống thi phòng máy của trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn phải xem cái lịch thi của mình trên thời khóa biểu của chúng ta. À, lịch thi của năm nay là từ ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 11 có hai ca thi đó là ca thi tiết 12 và tiết 13 thuộc vào buổi chiều. Sau khi các anh chị vào phòng máy xong thì có ba cái trường thông tin mà các anh chị cần phải nhập đó là mã sinh viên, mật khẩu và sau đó các anh chị chọn cái lớp học phần đó là phần thi phân loại anh văn đầu vào. Sau khi các anh chị click vào đầy đủ ba cái trường thông tin này thì các anh chị đăng nhập. Hệ thống sẽ dẫn các anh chị đến trang thông tin cá nhân của các anh chị. Một lần nữa các anh chị sẽ kiểm tra cái thông tin cá nhân của mình. Nếu đúng rồi thì các anh chị bấm nút đăng nhập để dẫn đến khởi tạo cái bài thi của cái ca thi của các anh chị. Thầy sẽ hướng dẫn cái các bước mà các anh chị thực hiện làm bài thi. Sau khi các anh chị đã kiểm tra thông tin như thầy đã hướng dẫn, thì các anh chị chọn cái ca thi, lịch thi. thì khi đó các anh chị bấm vào nút làm bài thi. cái cửa sổ làm bài thi chúng ta sẽ gồm có hai cửa sổ chính là một cửa sổ là màn hình lớn, thì cửa sổ đó là chứa nội dung câu hỏi thi và một cửa sổ ở phía bên tay phải theo hướng nhìn của các anh chị là cửa sổ nhỏ hơn thì là trước thứ tự các câu và các phương án lựa chọn A, B, C, D để các anh chị chọn cho cái phần câu hỏi mà các anh chị đọc ở bên cạnh. Thì tại một thời điểm thì cái phần mềm thi sẽ hiển thị cho các anh chị một câu hỏi. Sau khi mà các anh chị đọc cái câu hỏi xong thì các anh chị sẽ sang bên tay phải để chọn đáp án. Ví dụ như trong trường hợp là câu 1 mà mình muốn chọn đáp án B thì các anh chị chọn vào. Sau đó các anh chị bấm câu sau để các anh chị làm câu tiếp đến hoặc là nếu mà cái câu sau đó các anh chị muốn bỏ qua thì các anh chị vẫn có thể bấm câu sau nữa để bỏ qua cái câu hỏi đó và tại thời điểm mà cái màn hình chính hiển thị câu hỏi thì cái cái phía câu trả lời nó sẽ hiển thị cái màu à, xanh hoặc là màu vàng để mà tương ứng với câu hỏi bên cạnh để các anh chị lựa chọn không bị nhầm sau khi các anh chị đã làm xong và các anh chị muốn kiểm tra lại tất cả các câu hỏi. thì các anh chị có thể lần lượt quay trở lại và kiểm tra lại các cái câu hỏi của mình. À, sau khi mà các anh chị làm xong hết toàn bộ thì các anh chị bấm vào nút nộp bài, thì hệ thống sẽ hiển thị ra cái câu hỏi để các anh chị là có chắc chắn nộp bài không. Nếu chắc chắn thì các anh chị bấm vào nút nộp bài. Đó. Thầy sẽ hướng dẫn một số cái thắc mắc chung mà các anh chị có thể gặp. Một là các anh chị quên cái bát của hoặc là chúng ta không thể vào được thì các anh chị liên hệ với giáo viên tại phòng thi để họ reset lại cái bắt cho các em hoặc là khi các anh chị đang làm bài thi thì hệ thống bị đứng hoặc là máy bị treo đột ngột thì các anh chị cũng liên hệ với cán bộ coi thi tại phòng thi để thiết lập hoặc di chuyển các anh chị sang máy khác và quá trình thi đó các anh chị vẫn đảm bảo được cái kết quả của mình không bị ảnh hưởng à, thì chúc tất cả các bạn có một kỳ thi thật tốt và đạt được những cái kết quả mong đợi của mình xin chào và hẹn gặp lại